Mày sẽ được coi nhiều điều thú vị. Nè, anh ăn miếng bánh đi. Từ nay về sau em sẽ chăm sóc chồng em, chứ không bị người ta chăm sóc chồng của mình đó thì sao. Nè, anh ăn đi. Anh no rồi. Em muốn anh ăn liền à, đói giờ anh có cãi lời em đâu. Vậy mới ngoan chứ. Em đưa trà cho chồng chị đi. Thôi được rồi, cô để xuống đi. Ê, trời ơi, chắc là con sai quá rồi. Hôm nay là ngày vui của chị. Chị cảm ơn em đã vất vả rồi. Uống với chị ly đi. Em không biết uống rượu. Nhấp môi thôi cũng được. Chẳng lẽ ngày vui của chị mà em không uống? Nhanh lên, đừng làm chị giận. Dạ. Anh à, anh có muốn biết cô ta là ai không? Em quên mất, em giới thiệu cho anh rồi mà. Cô ta là Mỹ Liên, sinh viên năm 2, hiện đang nghỉ hè, đi làm ô xin để kiếm tiền ăn học. Giang, con sai rồi. Con giỡn gì kỳ vậy? Ba à, con không có sai. Con sai á thì làm sao con biết? Đây là chồng của con. Người đàn ông này đã tìm mọi cách để lấy con. Anh ta đã hứa là sẽ yêu con suốt đời. Vậy bây giờ lời hứa đó anh còn giữ không? Anh trả lời đi. Em muốn anh nói to với mọi người là anh yêu em. Có cần thiết nói câu này cho mọi người nghe không? Cần chứ. Hôm nay là ngày vui của em mà. Anh yêu em. Anh đóng kịch cũng giỏi lắm. Cô ta ngây thơ và có vẻ tin anh, nhưng còn tôi thì không. Bây giờ thì không cần phải đóng kịch nữa. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Cô nói đi, cô muốn cái gì? Tôi thật sự không còn cách nào để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Sao mà nghe giọng anh nói tôi ngửi thấy được mùi tanh rồi. Anh muốn ly dị với tôi để theo nhỏ đó hả? Thật sự bây giờ tôi đã quá mệt mỏi. Được, tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện theo yêu cầu của cô. Đưa đơn đây, tôi ký cho. Anh tưởng tôi có thể buông tha dễ dàng vậy sao? Để cho hai người đến với nhau sao? Đừng có hòng. Bây giờ cô muốn cái gì? Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cô muốn sao? Tôi muốn anh dậm chân tại chỗ. Tôi muốn anh chết dí ở đây. Tôi không ly dị anh nữa. Cứ trên danh nghĩa vợ chồng đi. Anh mà lén phén với con nào tôi đập con đó.